Các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết trên kênh VN Tin Tức. Sau đây là dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 10 năm 2024. Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29 đến 32 độ C, phía Nam 27 đến 30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết ngày 6 tháng 10 năm 2024 cho các tỉnh, thành phố trên cả nước.